Chào anh em cô chú, bây giờ là 13 giờ ngày 30 tháng 12. Anh em cô chú ơi, đây. Mình chuyên mua bán phụ tùng xe Honda cũ mới xe đạp ở gần chợ Đê Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Chúc anh em cô chú dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống anh em cô chú ơi. Nay giờ tiếp tục quay cái con xe Wenpa nhỏ, tính tháo đồ món nè, phục vụ anh em cô chú nào thích thì xem giải trí, chơi cho vui với tí hon. Còn anh em nào không thích thì cứ lướt qua. Bây giờ thứ nhất là test cái máy với bình xăng con, với cái bô. Xong rồi sau đó biết báo giá được vài món thì ngày mai tiếp tục rã món tiếp rồi báo giá tiếp anh em ơi. Tháo ra món nào kiểm tra món ấy cho nó chắc ăn rồi báo giá luôn. Anh em soi cho kỹ, anh em đừng có kêu chụp hình nó ngắn quá anh em ơi, bị có huông hay sao á. Cái người nào mà kêu chụp hình là người đó không bao giờ mua. Bởi vậy cho nên mình không có chụp hình là lý do anh em đựng được. Kêu chụp hình gửi tôi là kể như món nó không bao giờ bán được đâu. Tốt nhất là khỏi chụp cho nó khỏi buồn hai bên, khỏi phiền hai bên. Rồi. Thành ra mình anh em người khác ta bán người ta chụp là lý do người ta để nguyên xe ta quay. Xong người ta mới chụp lại, còn mình để tháo ra món nào quay món này sôi cho kỹ cho nó chắc. Rồi. Đó, tiếp tục bây giờ là cái đồng hồ nè, bắt cái đèn led cái cho nó rõ, đẹp cực kỳ luôn ha. Nó dây mà dây với đuôi bóng mà tốt xịn ngon lành là bán 600.000 nha nè. Còn nó có đứt mẻ gì thì mình sẽ trừ lại sau. Cây đông cầm cũng xuất sắc luôn, bao tay A-lắc luôn. Bét ngon lành cho anh em coi. Đèn trước rồi. Đấy, à, có cháy luôn. Cây ghi đông cầm này tay thắng nè, cầm này để mời báo giá của anh em. Tháo là cây chui có đứt không, báo mà công chập tháo tới chập lười mệt nè. Giờ test cho mình xăng con cho anh em coi, với cái máy hết thuốc của mình xăng con cái bao tử không. Bình xăng con bao tử co này là 900.000 anh em, không chảy xăng dư, không có ấy gan tì những người. Cũng từ tiếng như mà hơi thở động vật ha. Vô bắt nè, co cầu y luôn ha. Chỗ này là về thế nào phải có hàng miếng nha. Xíu. Xe nào mà không hàng cổ vô tân nổi rồi chứ coi rim luôn. Hàng xíu rồi đó. Đẹp nha anh em, coi đẹp luôn, cái bô này bán 1 triệu nha anh em, không có mớp chỗ nào hết. Trước thì đây miếng đây, xíu chỗ nào hết. Nội này anh em không có giận nha, tiếng ra thì tập tập gì đó. Chưa mở anh em, ron co xăng chưa rớt nha, đầu lòng chưa rớt luôn nha. Bắt
bán đầu lồng này giá 2,5 triệu rồi nha anh em. Đầu lồng này chất lượng nha, cục đề 350 ngàn, để ghe luôn, thử cục đề cho anh em coi. Xe này ngon quá nè, con da lớn về vẫn nổ gì rồi. Báo cái bộ giấy cho anh kia coi là cái sườn đẹp cực kỳ rồi nha anh. Nói bộ giấy này bao rút hồ sơ luôn là theo đúng là bán 4 triệu mà bán mấy anh là 3,8 triệu á. Bớt 200 ngàn tiền ship. Mà sườn đẹp cực kỳ nữa. Không một chiếc chỗ nào hết, sườn nước sơn riêng đã ha. 3,8 triệu, giao bộ hồ sơ, rút hồ sơ, bao hồ sơ luôn. 4 món. Dạ, xe đang rút hồ sơ rồi nè. Dạ alo. Dạ. Dạ chút nó vô à anh. Nó cũng có bị treo treo vậy hoài à. Chút vô à, có gì chiều không vô mình ra mình nhắc nhở lại mấy nhân viên ta coi lại. Dạ. Dạ rồi không sao đâu anh, không sao đâu, bị gì đó còn đó là bên nào nhận được họ cũng ngân hàng nó cũng biết, mà không nhận nó cũng biết, không sao đâu. Dạ rồi cảm ơn anh, để có gì em báo anh sao ha. Dạ em quay phim em đăng cái xe Wanpa nhỏ đẹp quá anh ơi, quay lên cho anh xem giải trí rồi coi comment rồi cho em xin like cái xe này coi, xe này thân lý quá. Dạ rồi, đó là việc nghĩa vụ em phải làm chứ không có nói gì hết. Rồi. Dạ. Dạ phải có tặng. Rồi. Rồi ít nhiều gì phải có tặng nữa, quà coi như cái đầu năm cũng như lì xì chứ có gì đâu, xì lì xì cho mấy cô chú lớn tuổi của ít lòng nhiều. Thấy không? Như có quà mới vui, mới có like đâu, mới xem kênh được. Dạ dạ. Rồi cảm ơn anh. Rồi. Quá đã anh em cô chú ơi. Xe quay cái nghề xe này chắc mới bốt mang cái bệnh nổ quá, chịu gì cho nổi trời. Trời ơi. Đầu. Nổi không? Lồng nè. Chưa rớt nha, bao chưa rớt mới nói chuyện nha, 2 triệu nãy nói 2 triệu mấy quên nữa rồi ta. Báo sao cái đại giá đầu lồng rồi đi, nãy có nói rồi, nói nữa sợ sai. Cái đầu tơi bời hết trơn, không có tập trung được, không có nhớ được, nói rồi quên. Dạ, anh em cô chú thông cảm cho mình. Cái cục đề, cái ron này chưa rớt ra luôn nè anh em. Cái lóc đề chưa rớt. Tắt thử cái máy cái đó không. Cái cần số với cái chân đạp này là 250 ngàn. Số khá đẹp, bóng mồng luôn. Cái xuất sắc rồi, cái lồng có dấu chấm sơn, cái đèn cái sôi trên đầu lồng này anh em nào mua xứng đáng một tiền bát gạo ạ. Đầu lồng này nó bền dữ lắm anh em ơi, cao su sôi nó dưới cái đường. Phục vụ anh em cô chú tận tình luôn, nằm dưới mà đất quay luôn mà bò lăn dưới này quay cu queo luôn. Cái gác chân này là gác chân quay ARS rồi, chứ phải gác chân của nó đâu. Chắc lâu rồi nó bị cong gì đó xét số máy nè anh em ơi. Em lấy nét không ta? Trùi cái mặt kính màn hình cái sao lạ ta? Gì con? À, số máy là 478 đuôi nè anh em ơi. Điện thoại quay không thấy số nè con ơi. Đi vô tổng đi cho quay pin.
bộ áo này, bộ áo jean này còn đẹp, để tháo ra mới biết coi nó jean theo xe hay là có hàng mới dậm vô nhiều ít. Gấp nè, gấp đầy đẹp nha anh em, mà chưa phải tháo ra mới biết gạt te có hàng đang miếng nhỏ. Rồi quên xô cặp niền nữa, xô cặp niền cho ông anh coi. Nó có râm râm nhẹ nhẹ mà chùi ra nha anh, lấy bùi nhùi chùi ra, tại em chưa có chùi, mới rửa xà bông. Cái đèn đen này là cái dây tim nó chảy ra chứ không phải mục. Đây im đèn không có gì hết. Rồi, tiếp bên đây. Có râm râm gì xíu rồi nè. Râm râm trong cái lũng à. Tắt cái đèn LED. Sao bữa nay máy quay không rõ, chắc không vô ngoài trời quá. Nó có dấu râm, râm chứ không phải lũng. Rồi, ngon lành anh em ơi, vì sao còn khá đẹp. Câm này. Đùm nước sơn riêng ha. Có tút dậm dậm một cái vụ này không rành nha anh em, coi lại giùm mình chứ. Chắc có chứ không lẽ nó còn mới vậy ta. Vũ sơn mình không biết là mình bán giá vậy à, anh em nào mua được thì mua giùm mình cảm ơn chứ còn. Có thay cây câm lạ vô. Mua giùm mình cảm ơn chứ còn cái vấn đề sơn riêng sơn đồ đâu có biết nổi. Ta làm có khi người ta còn không biết nữa, không gì mình. Nó tưng tưng nè, anh em nào có gì anh em ơi rút cầm lại giùm. Chân đạp nè anh em. Máy này cái màu đã quá đã anh em à. Lóc viên chưa sơn. Bán ngồi chưa chỉnh luôn. Giờ đạp chưa mở ra luôn, chưa có dấu luôn. Chưa có thấy dấu mở dấu gì ra nhiều, chưa thấy luôn. Có cái bình xăng con còn mới tinh luôn. Bình xăng co bao tử 900. Ồ, cái sườn đẹp à. Màu bốn món này ai mua xứng đáng đồng tiền bát gạo nè. Sườn mới tinh. Xe này mua giá hơi cao nên đồ nó hơi gắt nha anh em gồng gồng với mình chơi có động lực gã xe chứ. Giá yếu rồi để mấy chiếc quay A mình bán rẻ lại. Một trước đá sơn viên niền trước, quên niền sau Goshi nha anh em, quên giới thiệu ngay chữ niền trước có chữ Goshi không ta, đây Goshi được anh em. Ta thắng đã. Xe bộ ốc khá ốc chứ. Phục sơn viên tày đen chút xíu. Nhìn trước chưa lỏng nè. Xe bộ câm này nó hơi sáng sáng hơn sao nè. Chắc người ta thay câm trước là sao á. Mà câm cũng câm tốt nè. Chì chứ không có xét. Đúng rồi. Dấu hơi. Có dấu nè anh em, có dấu rút cầm lại.
liền là bao, không có lủng, không có xét hay xúc bắp. Rồi giá cặp bánh này vỏ ruột, không có cốt, không canh gì hết nha, chỉ có bán cặp bánh, hai cái má, cái cùi dẻ luôn, tiểu vỏ ruột luôn, cốt cái canh thì bán chung bộ ốc. Bán 1.1 triệu mà nè, từ lấy tiểu bao cho tiền ship, phụ tiền ship là anh em 100.000. Nó râm râm nhẹ nhẹ và chùi ra anh em. Nhìn oxy mà. Ở ngoài mấy anh nhìn trong điện thoại chắc nhìn không thấy râm đâu, ở ngoài này mới thấy, bởi vì quay qua điện thoại lúc nào cũng đẹp. Mua mà coi kỹ chứ. Mua mà qua điện thoại về là cái người mua lầm chứ người bán không giờ lầm. Mình quay mà mình thấy ở ngoài đâu có đẹp bằng trong này. Trong này nhìn không thấy cái dấu râm, ở ngoài này thấy hơi hơi. Trước nghe băng luôn ha. Rồi giá cặp bánh 1 triệu. Thái cái máy này quá anh em cô chú ơi. Tha thiết hoài, to hoài cái máy. Trời nó bồng. Lóc nồi lóc đề chưa rớt, bình xăng con chưa xuống, đầu lòng chưa rớt. Sao cái bộ nồi á, cái bộ nồi của anh Pha là mấy anh chỉ mình phải hơi gió gió nhẹ hả ta, chứ thử rồi sao nó gió gió già thấy thử rồi đây, gió hơi hơi này. Hơi vậy mấy anh, chưa rớt chưa làm gì hết. Ra xuống ra làm gì nghe cọc 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 không nổi á. Rồi quay sơ lược cho anh em coi vài món báo ha. Cây bô 1 triệu, ốp gắt chân hai bên đẹp cực kỳ không xệ, 250, giò đạp đạp số 250. Rồi tranh thủ cái này giờ mới đóng hàng cho mấy chú Tây Ninh với mấy anh mua chiếc xe 67 ở ngoài Ninh Thuận nữa, về Ninh Thuận chiếc nữa anh em ơi. Nay hơi đuối, mấy nay đi đường xa về mệt lắm, khóc cháy rồi, ăn hơi đuối đóng chậm chút. Rồi anh chúc anh em cô chú ngày mới nữa giờ giàu sức khỏe, năm mới giờ giàu sức khỏe, làm đẹp phúc. Cảm ơn anh em cô chú đã xem tin, rồi chào anh em, chào cô chú.